Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chess ở trên kênh Game Today. Trận này ra con ngựa sớm nên là tôi quyết định là tôi sẽ chơi Clay. Đấy. Ra 3 human và ra 2 con ngựa khá là quan trọng ở trong cái bộ này. Nên là mặc kệ meta, chúng ta sẽ chơi Clay anh em nhé. Bất chấp meta luôn. Meta gì thì meta mà ngựa ra sớm thì nó vẫn cứ là ok. Đấy. Chỉ cần là tích đủ đam, đủ sức mạnh thôi thì chấp bố thằng Witcher nó cũng không có vấn đề gì hết anh em nhé. Chấp bố thằng Witcher luôn. Mà trận này có mèo ấy, nên là Witcher là cũng cứ phải đề phòng. Mèo 5 đô ở trong cái trận đấu này thì sẽ có người là chơi Shaman thôi. Mà bọn Witcher nó sợ cái bộ Shaman lắm. Đó. Mặc dù đồ cho con ngựa nó chưa được chuẩn cho lắm. Đấy, đồ bây giờ nó đang chưa chuẩn bởi vì là tôi lấy cái đồ trước cái round mà tôi ra được cái con ngựa. Ra ngựa là ở round 4 mới ra con ngựa anh em ạ. Đấy. Thế nên là cũng chưa lấy đồ chuẩn cho nó lắm. Lúc đầu thì định lấy đồ kiểu khác cơ. Sau này ra bộ Clay thì thôi tí nữa chúng ta đổi dần sang lấy cái đồ chơi Clay. Lấy đồ chơi Clay hay lấy đồ thủ thôi. Lấy mấy cái nhẫn hồi máu rồi lấy cái giáp thôi. Đang lại thua à? Này cái này mạnh quá nhỉ. À không, thua là mà thua. Thua là mà thua. Không thua. Kể cả có 2 sao với cả có beat thì vẫn thắng này. Con rơi nó là một cái con gây đam khá là nhiều đấy ở giai đoạn đầu game ấy. Anh em có thể thấy là nó đang là cái con mà gây nhiều đam nhất. Liệu rằng chúng ta có lên con ngựa 2 sớm không đây? Ở trong cái giai đoạn đầu thì vẫn hai con ngựa này vẫn ngon hơn. Hai con ngựa là mỗi round là chúng ta sẽ được 20 đam nếu mà chiến thắng. Và cả hai con ngựa đều sống sót thì chúng ta sẽ được 20 đam. Đấy, còn nếu mà lên 2 sao ấy thì chúng ta chỉ được có 18 đam thôi, mỗi round thôi. Nó sẽ ít hơn. Hy vọng là cả hai con ngựa nó sẽ đều sống sót. Rồi. Round này cũng sẽ gặp một cái đối thủ có thể có khả năng là sống cả hai con đấy. Được không? Hay quá. Cố lên nào. Hay. Thế thì là chắc chắn là có đam rồi. Quá tuyệt vời. 4 Clay. Để 4 Clay cho nó mạnh. Thực ra là bây giờ 4 Clay với cả 2 Clay nó cũng không khác nhau là mấy anh em ạ. Nó chỉ thêm cái khả năng hồi máu thôi. Chứ còn cái khả năng bật giáp thì nó vẫn như nhau. Chỉ khi nào mà lên được 6 Clay thì cái khả năng bật giáp nó mới nhiều hẳn lên thôi. Bây giờ chúng ta vẫn có vẻ như là sẽ vẫn có thể giữ được chuỗi đấy. Đối thủ chưa có đối thủ nào mạnh hẳn. The One này cũng bình thường. The One chỉ có một con Heaven Bomber thôi. Tôi nghĩ là vô tư. Heaven Bomber 2 sao chỉ có một mình thì vẫn không ăn thua. Có thể chơi được. Trừ khi là nó có một con Zipper 2 sao nữa cơ thì mới sợ. Trong cái bộ Goblin ấy thì bộ này nó chưa đủ ăn. Cần phải có thêm một con Flame Wizard 2 sao nữa. Hay quá, con ngựa tí chết anh em ạ. Ok. Rồi hay. Được 2 lần đam luôn. Và cái con Flame lên được 2 sao. Quá tuyệt vời. Ok, human sớm không nhỉ. Nếu mà ra 6 human sớm thì trận này sẵn sàng đánh 12 con luôn. Bây giờ mà chỉ cần con ngựa này ấy, đến khoảng round 9, round 10 lên được 2 sao là có thể tự tin là đánh 6 human được rồi. Thậm chí là 6 human sớm nhưng không cần phải 6 Clay luôn. 6 human sớm nếu mà con ngựa lên được 2 sao. Bây giờ nó đủ đam rồi đấy. Tích đam từ lấy đến giờ là cái lượng đam của nó là khá khá rồi. Bây giờ chỉ là lên được 2 sao hay không thôi. Đấy. Trên này, cái thằng này có chơi Clay không? Tôi nghĩ là meta này ít người chơi Clay thôi. Cũng không có nhiều người lựa chọn cái bộ này đâu. Có khi là lại còn cả cái trận đấu này một mình chơi ấy. Không phải tranh bài với thằng nào cả ấy. Bộ Clay này có mấy người chơi đâu mà. Au.
The One chào bác Tuấn Cơm. Nhưng mà cái con ngựa tôi lên là 2 sao rồi. Thế thì tôi xin cái chuỗi nha. Hóa ra là được. Chào bạn nhá, cho mình xin cái chuỗi. Sang đây, sang đây. Ngựa lên được 2 sao rồi. Thế thì yên tâm. Đội hình tương đối là khỏe. Flame 2 sao, ngựa 2 sao thì quá là mạnh rồi anh em ạ. Đây rồi, mình xin cái chuỗi nhá. Mình xin. Bây giờ là chỉ có hy vọng là sẽ được 6 hit sớm để chúng ta có khả năng lên được 12 thôi. Chứ tầm này thì chắc chắn là sẽ giữ chuỗi được lâu rồi. Nhưng mà chưa đủ khả năng lên 12. Được đấy nhỉ. Chơi tạm con gấu này. Tí nữa up lên 7 là chúng ta sẽ cho gấu vào này. Cho gấu với cả con sói nữa. Con sói vào chúng ta sẽ bỏ Glacier ra. Đấy, lúc đấy thì sẽ có cái bộ beat nữa. Trận này là phải chơi Clyde. Bởi vì Clyde tôi nghĩ là sẽ còn lâu nữa thì nó mới ra khỏi hang. Cái bộ Clyde này tôi nghĩ là sẽ còn rất lâu nữa đấy mới có thể là quay trở lại với meta. Nghe nói là sắp tới là cái bộ beat nó cũng sẽ được bắp lên ở trong cái meta sắp tới. Khi mà sắp tới là sẽ ra một cái con beat 5 tiền nữa. Một con beat 5 tiền. Và nó sẽ giảm cái con ngộ không xuống còn 4 tiền. Đấy. Nghe nói thế chứ còn chưa biết là có phải là như thế không. Đấy, nhưng mà nghe đồn là như thế. Thì cái bộ beat này rõ ràng là nó lại được bắp lên. Mà khi mà bộ beat nó bắp lên thì cái bộ Clay này nó sẽ không có chỗ để mà chơi đâu. Hết meta Witcher lại đến meta beat. 6 human không? 6 human luôn nhỉ. Được đấy. Rồi. Quá tuyệt vời. 6 human 4 Clay này. Được không? Quá được luôn. Khả năng mà 6 human ở ra 11 thế này là khả năng lên được 12 đấy anh em ạ. Được một trận Clyde độ như này thì phải chơi đâu, cố gắng thôi nhà anh em nhỉ. Chứ còn chả mấy khi đâu. Chả mấy khi được chơi đâu. Kể cả là sắp tới là có cái meta, sắp tới là còn lâu tôi mới được chơi Clyde đây anh em ạ. Thôi tận dụng được một cái trận đấu chơi Clyde chơi thôi. Phải tận dụng để lên được 12 cho cái bộ này mắc binh. Mắc binh tối thượng luôn. Meta mới tôi thấy là có cái bộ beat ấy, nó còn bây giờ nó có cái là 6 beat thì chúng ta kết hợp vào với nhau ấy là nó sẽ được tăng cái stack đúng không? Khi mà chúng ta đánh vào nó sẽ stack đam theo từng cái cú đánh tay một. Thì sau cái update ấy thì cái những cái cú đánh tay đấy bây giờ nó còn x2 đam cơ anh em ạ. Nó còn được x2 đam lên. Cái lượng tăng nó lên gấp đôi. Đấy. Chỉ có là nó sẽ có cái giới hạn của max stack, nó sẽ có cái max stack. Bây giờ là không có. Bây giờ là đánh bao nhiêu thì cũng được. Tăng lên vô hạn. Đấy. Nhưng mà sau update thì những cái cú đánh nó sẽ tăng nhanh hơn, tăng đam nhanh hơn, nhưng mà nó có cái điểm dừng, nó sẽ có cái điểm dừng. Đấy, người ta bảo là cân bằng nhưng mà tôi thấy là như thế nó còn mạnh hơn, nó dồn đam nhanh hơn. Theo như nhà phát hành thì nói là đấy là nó cân bằng nhưng mà tôi không thấy nó là cân bằng, mà tôi thấy nó khá là khỏe đấy anh em ạ. Không biết là anh em thế nào nhưng mà tôi thấy là cái việc là nếu mà nó tăng cái đam, cái lượng đam nhận vào từ mỗi cái lần đánh ấy, thì nó cực kỳ khỏe luôn. Nó dồn đam, nó tiêu diệt kẻ thù nhanh hơn. Bù lại là sau là nếu mà solo 1v1 ấy, thì nó sẽ có một cái mức giới hạn đam nhất định. Thì tôi nghĩ là cái bộ Warrior nó sẽ counter được. Bộ Warrior nó sẽ quay trở lại, nó counter được cái bộ beat. Đấy, bởi vì cái lượng đam nó cố định rồi, nó không thể tăng gia tăng lên được vô hạn. Và cái bộ beat thì cái giáp nó rất to, nó có thể counter được. Còn những cái bộ khác thì gặp là phải rất là dè chừng với cái bộ beat. Chỉ có Warrior thì mới không sợ thôi, chứ còn những cái bộ khác nó bị dồn đam rất nhanh.
Bình thường anh em, ví dụ anh em mất phải 10 cú đánh thì nó mới được dồn là 100 đam ở cái cú đánh tiếp theo, cái cú đánh thứ 11. Nhưng mà bây giờ nó chỉ cần 5 cú đánh thôi, 5 cái con mà nó dí vào một con thôi là cái cú đánh thứ 6 nó đã là 100 đam rồi. Đấy, nên là cái bộ beat nó đa phần là nếu mà thay đổi như thế thì đa phần là nó sẽ mạnh hơn so với cả những cái con tướng ở những cái đội hình khác. Chỉ có mỗi Warrior là nó không sợ đâu. Mỗi Warrior không sợ đâu anh em ạ. Ngoài ra con Ngộ Không ấy nó xuống 4 tiền đó. Tức là trong giới hạn truyền thuyết nó sẽ không bị giới hạn con Ngộ Không, mà lúc nào nó cũng sẽ có con Ngộ Không. Đấy. Lúc nào nó sẽ có con Ngộ Không và thêm một cái con tướng 5 tiền nữa. Thực sự bộ beat rất dễ chơi nhá. Sau update là bộ beat tới 9 con cơ mà. Đấy, mà không biết là nó có cho nghĩ thêm cái bộ 9 beat không nhỉ? Không biết là nếu mà 9 beat thì nó sẽ như nào, nó sẽ cộng cái kiểu gì, xem nó mở khóa cái chức năng của cái bộ beat nó như nào. Đấy, chứ còn nếu mà 9 con beat mà kích hoạt được cái bộ 9 beat thì tôi nghĩ là nó sẽ phải dồn đam thôi. Nó sẽ phải là một cái hiệu ứng dồn đam. Mà không biết dồn đam kiểu gì. Dồn đam với kiểu là đánh 20 phát stack thì là kill luôn, giống kiểu Metalite. Hoặc là có thể là mở khóa kiểu là bây giờ là 6 bit thì nó giới hạn cái max stack. Đấy, ví dụ như là max stack chỉ được 10 cái lần stack thôi thì chắc là 9 bit thì nó sẽ bỏ qua cái max stack đấy. Đấy mà mỗi lần đánh vào nó sẽ là 20 dam này, sau đó là không có max stack, có nghĩa là bao nhiêu stack cũng được. Thế thì cũng kinh khủng đấy nhỉ anh em nhỉ. Kinh khủng đấy. 9 con bit. 9 con bit thì con thứ 10 là gì? Con thứ 10 thì tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ là Kira rồi. Nó sẽ là cái slot Kira. Slot Kira beat bây giờ đang rất mạnh ở cái meta này. Thậm chí là nó có thể nói là ngang ngửa với cái bộ Witcher được. Đấy, chỉ có cái bộ đấy là đấm với cái bộ Witcher là ngang ngửa thôi mà. Ở cái thời điểm hiện tại ấy. Hai cái bộ meta rất khỏe. Ok. Cứ giáp và đắp vào người là ngon rồi. Lên 9 thôi. 6 Clay vào. Đánh ở level 9. Bây giờ thì là yên tâm rồi đấy. Như này là chúng ta có thể đường chính chính lấy những cái quyển sách đến tận round thứ 21 luôn. Vô tư. Ngoài việc lấy sách thì những cái chiến thắng sẽ giúp cho cái con ngựa của tôi nó có đam. Hiện tại là cũng được khá đam rồi. Nếu mà lên 10 sớm là chúng ta có thể vẫn kẹp được cái con gấu này vào để kích hoạt beat nha anh em nhá. Đấy. Nên là tôi vẫn sẽ giữ lại cái con gấu, tôi không bán đi vội. Bán thì nó sẽ có 30 tiền tròn tiền đấy, nhưng mà sắp lên được 10 là nhét được thêm con gấu vào là có thêm beat rồi. Nên là thôi, cứ để lại đi. Ngựa giờ rất trâu luôn. Rất là trâu, 6 Clay bây giờ. Cái lượng giáp của nó mặc dù nó không gia tăng nhưng mà cái lượng hồi máu của nó là tăng khá đấy. Ơ, có ông thoát game này. Tại sao nhỉ? Bởi vì thấy tôi mạnh quá à? Có khi nào như thế không? Có khi nào là thấy mình mạnh quá thôi, nghỉ luôn. Con Evil Clay này cũng phải mua, chắc bán cây đi. Ok, thôi bán cây đi. Hai lần cắt chuôi The One à? Bây giờ The One gặp lại tôi thì cũng vẫn thua thôi, không thể ăn được. One One tương báo rồi đấy. Hai lần cắt chuôi luôn mà. Bây giờ gặp thì cắt thêm lần nữa rồi gì nữa. Chưa gặp đúng không? The One này chưa gặp này. Đấy, gặp luôn ở đâu này luôn. Xin cái chuôi thôi. Chơi beat à? The One chơi beat. Cái bộ beat ấy nó bắt lạt được cái bộ Clay chỉ khi mà cái bộ beat nó xanh bằng cái bộ Clay thôi. Chứ còn Clay xanh thì không ăn được đâu. Quá tuyệt vời luôn cái đao vừa rồi luôn. Gặp phát tiền nó tròn luôn, tiền 40 tiền. Thế là đao này là có lãi luôn này. Ok. Bây giờ mạnh quá rồi. Chờ tôi đợi 23 tôi lên 11 luôn. 23 lên 11 nhá anh em nhá.
tiết kiệm sách và không cắn sách nữa. Đấy, cái round này thắng là sẽ được 4 quyền, quyển nữa là chắc chắn là lên được 11 rồi. 11 là ở round 23. Thậm chí là nếu mà round sau mà đánh cẩn thận thì cho lên 11 luôn ở round sau cũng được. Đấy, đủ tiền rồi mà. Round này chắc chắn là lên được. Đủ sách, đủ tiền rồi. Con ngựa của tôi bây giờ nó khỏe lắm rồi anh em ạ. Chiến thần rồi. Bây giờ thì thằng nào đỡ được? Thằng nào đỡ được đấy? Ok chưa? Lên 11 được luôn á. Rao này lên 11 thì kẹp thêm được cái gì? Kẹp thêm được Glacier nữa. Đúng không? Vừa beat vừa Glacier luôn này. Ok. Tiếc gì tiền đâu mà không lên 11 luôn rao này. Lên 11 vừa có tiền lại vừa có sách. Tội gì mà không lên, đúng không? Giữ ở chuỗi mà. Giữ ở chuỗi là có tiền, là có sách luôn. Quá khỏe. Tầm này cứ đứng tụm vào như này thôi anh em ạ. Được hưởng cái giáp của cái con ngựa. Ok, Saman à? Saman. Sợ cái gì Saman? Tầm này sợ gì? 6 Clyde, ui dồi ôi, cắt chuỗi này. Trận này cắt được 3 cái chuỗi luôn. Ngoài ra thì đang chuỗi thắng 100% đến tận round thứ 20. Xanh quá rồi. Hứa hẹn sẽ tương lai sẽ có một cái con ngựa bất tử đây. Cực kỳ khỏe. Khỏe thật sự. Từ bây giờ đến round 25 nó sẽ là 300 dam. Con ngựa này của tôi nó sẽ ăn được 300 dam. Hy vọng là sẽ có món đồ Kira nữa để chúng ta có thể kẹp ở đây level 12. Tên level 12 chúng ta sẽ là 6 Clyde, 6 Glacier, đúng không? Kết hợp với cả Kira. Mạnh lắm anh em ạ. Cực kỳ mạnh luôn. Thế thì đối thủ trận này chắc là làm hết rồi. Lên được cái cỡ như thế thì làm sao mà chống được. Vớ vẩn 100% máu hết game luôn. Căng thật sự. Chưa có đồ Kira. Đen nhỉ anh em nhỉ? Random như thế mà không ra đồ Kira. Rồi tôi lại đổi tiếp một cái món đồ tím nữa. Chúng ta đang thừa đồ. Ui giời ơi, random vậy. À được. Món đấy cũng được. Rồi. 3 round nữa thôi là lên được 12. Sắp mắc binh rồi anh em ạ. Witcher này. Chập bố Witcher luôn á. Chập bố thằng Witcher luôn á. Ờ, làm sao? Làm sao? Ôi tôi chết rồi. Nó bắp kìa. Ôi tôi chết rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Vẫn được anh em ạ. Điều thật. Chập bố Witcher luôn mà. Đùa thề. Tầm này mạnh không sợ cả Witcher luôn. Một round nữa. Chỉ một round nữa thôi là chúng ta sẽ lên được level 12. Cái bộ này ấy, nó chỉ sợ Witcher khi mà nó không xanh hoặc là nó xanh bằng Witcher thôi. Chứ còn nếu mà để nó xanh hơn ấy, thì nó không ngán đâu anh em. Mà lên được level 12 mắc binh thì Witcher chấp Witcher lên level 10 luôn cũng không ăn được. 6 Glacier, 6 Clyde. Kết hợp với cả Kira thì Witcher không có cái cửa gì ăn được luôn. Cái gì đây? Gladiator. Ui, mũi đốt Elok à? Đấm nó chả mất tí máu nào luôn, thề. Cái bộ Clyde này ấy, nó chỉ sợ Beat với chỉ sợ Witcher thôi mà. Và một khi mà hai cái bộ đấy đã không sợ rồi thì còn những cái bộ khác thì cái sợ cái gì? Trời ơi, nhìn kìa. Đánh không mất tí máu nào con ngựa luôn. Con ngựa đấy ác máu luôn.
Rồi, thế là lên được 12 rồi. Giờ chúng ta sẽ form về Glacier thôi. Được chưa? Tạm thời là 4 Glacier đã này. 4 Glacier, 6 Clyde, được chưa? Thiếu một con Glacier. Tạm thời chơi beat đã. Ôi kìa. Ơ vai đài. Gặp được Saman cắt chuỗi này. Điều thật. Biến ra con Zipper ạ. Con Zipper cửa phát chết luôn con ngựa của tôi ạ. Thề. Ơ mà chưa chắc. Chưa chắc bạn ơi. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Ngựa khỏe lắm. Chưa chắc. Chưa chắc. Chưa chắc. Chưa chắc. Trời ơi, vẫn giữ được chuối anh em ạ. À. Ngon. Cứ tưởng mất chuối nhưng mà không. Ừ, ok rồi. Giờ chuyển dần sang xem nào. Thôi vẫn như thế thôi. 6 Glacier kẹp với cả 6 Clyde. Đấy, đủ rồi. 6 Glacier, 6 Clyde này. Đấy. Đủ khỏe chưa? Thế này thì sao? Đánh như này khỏe hơn đấy anh em ạ. Chuyển luôn về beat luôn. 6 Glacier, 4 beat luôn. Tí nữa kiếm cái đồ Kira vào là xong. Khỏe quá rồi anh em ơi. Đánh như thế này thì không sợ Witcher nữa. Chắc chắn là đấm được thằng Witcher. Tầm này thì bây giờ cứ roll cái con ngựa lên 3 sao thôi. Lúc đấy nó sẽ trở thành một con chiến thần xích thố luôn. Không sợ bố con Witcher nào hết. Ok. Cáo này. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Con gấu lên được 3 sao luôn này. Được rồi. Rồi. Tạm thời từ từ đã. Chọn tiền rồi đã. Hy vọng là nào tiếp theo là chúng ta sẽ có cái Kira. Rồi, đánh như này được rồi. 4 Clyde. 4 Clyde này kết hợp với cả 4 bit. Kết hợp với ngựa. Có Kira. Kira thay con Clyde ra thôi nhỉ. Tí nữa chơi 2 Clyde thôi. Ui rồi ôi, tại sao nó lại là cái mặt lạ hút máu? Tôi không cần cái món này. Đèn ấy, rồn mãi không ra Kira. Cay nhỉ. Rồi. Trứng à. Khỏe quá rồi nhưng mà không có đồ Kira anh em ạ. Nếu mà có đồ Kira ở cái round này thì chắc là mắc binh lắm rồi đấy. Con ngựa này nó hơi mỏng. Nó hơi ít máu. Hy vọng là sẽ có thằng chết rồi tôi sẽ có đồ để tôi rèn ra cái món đồ Kira. Trận này rất là đen bởi vì là tất cả những cái round mà lấy được những cái món đồ xanh dương là tôi toàn random để tôi kiếm Kira hết. Nhưng mà nó lại không ra. Nó không ra một cái món nào luôn. Quá đen. Ơ kìa. Vai đài. Gặp Saman. Ui, 6 Saman ạ. 6 Saman, 6 Saman, 6 Saman. 6 Saman nó đấm nó như con luôn.
Bao giờ có đồ kia ra chúng ta sẽ không sợ cái thằng Saman này nữa anh em ạ. Đen đấy nhở, run đen thế, run mãi không ra. Rồi giết mấy cái thằng này luôn đi, cho mấy cái thằng Greater này bay màu luôn để còn chiến với cái thằng Saman cho nó dễ nào. Saman thì tôi nghĩ là sẽ không cần sử dụng cá đâu, cứ có đồ Kira là chúng ta đấm được mà. Mà tôi thì tôi chắc chắn là tôi sẽ rèn bằng được cái đồ Kira thôi, sẽ rèn bằng được cái đồ Kira. Ok rồi, rèn tiếp, rèn là rèn bằng được luôn đấy. Đây rồi, cuối cùng thì cũng đã ra. Ok, rồi bây giờ hiến tế nào. Ok chưa, thế này là tương đối khỏe rồi. Chơi rồi. Nhưng mà cái con ngựa này nó là một cái con 3 tiền nên là nó sẽ không luốt được những cái con 4 tiền như là con cáo hay là con gấu. Muốn luốt được thì con này nó phải lên 3 sao. Ok, rồi Witcher, bây giờ có ăn được không? Chắc chắn là ăn được. Làm gì có cái chuyện thua. Ui anh em nhìn này. Tao có phải là ngựa đâu mà tao thua được. Bây giờ tao là beat. Đấm luôn, hay. Vậy là chúng ta solo với thằng Saman rồi anh em ạ. Thằng Witcher không có cửa gì ăn được 6 Saman đâu. 6 Saman nó counter ở Witcher. Ok. Bây giờ kiếm nó đồ cam thôi. Tôi sẽ đổi lấy cái món đồ cam anh em nhé. Cướp điên hay là hộp sọ đấm máu đây. Tôi nghĩ là đấy hút máu ngon hơn đấy. Hút máu tí nữa đấm với cả bọn Saman ấy. Chúng ta cần cái hút máu ấy, anh em ạ. Nó mới trụ được. Chứ còn nam to mà không trụ được thì cũng chết thôi. Cần phải có một cái lượng hồi máu nhất định. Ok. Rồi, 6 Saman. 6 Saman lại đây. Ui, căng đấy nhở. Vai đài ạ. Chả đấm nước phát nào luôn. Bị đẩy 35 máu. Điêu thật. Không thể tin nổi. Cái điều đấy nó lại xảy ra. Con ngựa của tôi đúng là nó cũng rơi vào tầm chiến thần rồi đấy. Nhưng mà tại làm sao mà lại như thế. Ngay làm content gì vậy, chả làm content gì anh em ạ. Ngựa độ thì chơi ngựa thôi nhưng mà trông có vẻ hơi chán đời nhỉ. Đánh với cả Saman nó bị nó đấm như con luôn. Chán đời thật sự. Không hiểu kiểu gì. Ngựa này. Ok. Tạm thời round này sẽ cho con ngựa vào để kiếm tí đam đã. Rồi, roll tiếp. Ngựa ơi, ra đi, lên 3 sao đi. Ngựa. Ơ kìa. Cay nhờ. Nhớ sao ngựa là luôn ạ, thề. Hỏng nha.
Đây là cái giáp trừ tà. May quá rồi giáp trừ tà anh em ạ. Không thì lại sấp mặt với cái thằng Saman. May thật. Rồi không sao không sao không sao. Có giáp trừ tà được rồi. Phải có cái giáp trừ tà này thì mới ăn được Saman. Chúng ta sẽ không bị hack đầu game thì chúng ta mới chơi được. Đây rồi, gặp lại. Mẹ mày, vừa lấy đấm tao đúng không? Ăn hộ lần nữa, ăn hộ lần nữa. Ồ, như nào, như nào, như nào, như nào, như nào. Như nào, như nào, như nào. Thấy hồi máu chưa? Phải chém được thì mới hồi máu được anh em ạ. Vừa lấy là bởi vì là không chém được. Bây giờ thì vô tư rồi. Quá tuyệt vời luôn. Xong. Đấy, còn thằng Witcher thì bay màu trong một lốt nhạc. Ngựa ba luôn, chiến thần xích thố tôi đây rồi. Ui giời ơi. Quá ngon. Bây giờ chính thức là hóa thành lã bố rồi anh em nhá. Lã bố kèm theo là xích thố ở đây. Bây giờ thì cản hộ cái. Cản hộ cái nhỉ. Bạn cản hộ tôi cái. 6 Saman với chúng tôi. 6 Saman hộ cái. Kẹp cọc vào hộ cái. Kẹp cái kiểu gì? Kẹp đi, kẹp đi, kẹp đi. Kẹp cọc phá cọc nhanh lắm anh em ạ. Bộ này phá cọc hơi bị nhanh luôn. 6 Glacier này đi. Chấp cọc. Thậm chí là cái con Storm Saman vừa nãy nó còn chưa kịp biến thì nó bị tôi chém chết rồi. Còn mấy cái con Saman chưa kịp biến lần thứ hai luôn. Rồi làm sao, làm sao? Giết kiểu gì, giết kiểu gì? Ôi rồi. Giết kiểu gì bạn ơi, giết kiểu gì? Giết kiểu gì, giết kiểu gì? Máu đầy ạc luôn, không mất một giọt nào luôn. Tầm này đúng là chiến thần bất tử rồi anh em ạ. Không thèm kẹp cá luôn đấy nhá. Nhưng mà tôi vẫn chơi cẩn thận. Tôi vẫn bây giờ bắt đầu pick cá vào. Mặc dù tôi biết là cái việc là cho cá vào nó là cái việc hơi thừa. Lữ bố cây xích thổ à? Chuẩn rồi anh em ơi. Đúng ý tôi đó. Tầm này bây giờ nói chung là chấp hết. Lấy cái cửa gì ăn được. Thậm chí tôi để cái con này nó ở bên này nhá. Nó xa con vị trí con già đấy. Tức là cho già của đối thủ là bắn được nhiều lần trưởng luôn. Chấp luôn. Đây nó không phải là Clyde nhá anh em nhá. Nó chỉ là một con ngựa kẹp vào cái bộ Glacier và Beat thôi. Với cả Kira thôi. Chứ nó không còn là cái bộ Clyde nữa rồi. Và nó cực kỳ khỏe luôn. Ui ôi. Anh em nhìn này. Vãi đài. Chả mất được giọt nào luôn ấy. 1000 đam. Hơn 1000 đam rồi. Hơn 1000 đam. Quá dã man. Anh em có vẻ rất là quan tâm đến cái việc đặt tên của video. Chắc là cho dễ nhận diện để anh em vào xem đúng không? Ok thôi, trận này chắc chắn nó sẽ là chiến thần xích thố rồi. Chiến thần lữ bố cưỡi xích thố. Ok. Rồi. Như này đây. Như này thì chúng ta sẽ không có được 4 Warlock. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chả cần. Chả cần 4 Warlock đâu. Nó có cái mặt lạ hút máu cuối thì nó cũng tương đương với cái bộ Warlock rồi. Hút máu nó cũng tương đương đó mà. À ui chết rồi, cấm đánh tôi kìa. Cấm đánh tôi mất rồi. Ui. Cũng chỉ cản được mấy giây. Trông nó chém, dã man chém một phát chết một con đấy anh em. Sắp 1k rưỡi đam rồi anh em ạ. Sắp 1k rưỡi đam đến nơi rồi. 1500 đam thì có nghĩa là một phát là chết một con chứ còn gì nữa. Mấy cái con tướng 2 sao thì nó chỉ đâu đấy nó cỡ tầm khoảng 1500 máu thôi chứ mấy đâu đúng không. Trời ơi đấm một phát chết một con ạ. Thế là lúc mà có khi là vớ vẩn lúc vào game ấy, chưa kịp biến thành Saman đã có 2 con Saman bay màu rồi. Chưa kịp hóa. Chưa kịp hóa hình luôn mà. Tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ mà tôi lấy cái chấm lan nữa nhở anh em nhở. Chắc là lấy chuyển kiếm cái đồ tím thôi. Tầm này chắc là lấy thêm cái chấm lan nữa. Chả cần phải đồ cam.
Đồ cam thì bây giờ lấy cái gì? Đồ cam thì bây giờ chắc là lấy cái bất diệt. Thế là bất tử luôn. Đúng như cái tên gọi của nó luôn. Không bao giờ chết. Rồi. Ừ, có chém lan luôn, không cần phải rèn. Được quá nhờ. Thế thì những cái món đồ còn lại như này thì cũng chưa đủ để đổi đồ cam. Rồi. Quá tuyệt vời. Khỏe quá rồi anh em ạ. Hay là như này. Như này có mạnh không? Tất nhiên là nó sẽ là mạnh rồi. Hiện tế hết luôn. Để lại 4 con thôi. Để lại 4 con chiến thôi anh em ạ. Nếu mà để như này là có khi là vớ vẩn con Velomancer nó còn không chết cơ. Ok. Rồi. Ăn hộ cái. Chưa kịp biến luôn anh em. Anh em nhìn cái hàng Saman kìa. Nó còn chưa kịp biến luôn thì đã bay màu hết rồi. Thậm chí là bây giờ mới đang lọt hai con Kira luôn. Con này là con Velomancer Kira nhưng mà còn kẹp với 6 Glacier nữa anh em ạ. Tức là mặc dù là nó đang cởi chuồng nhưng mà nó cũng rất là khỏe luôn. Con Velomancer này là thực sự là nó cũng là một cái thế lực luôn đấy. Nếu mà bây giờ tôi dồn toàn bộ đồ cho con Velomancer thay cho con ngựa ấy thì nó cũng cực khỏe luôn rồi. Khỏe lắm rồi. Bây giờ cần nuôi thêm con Velomancer lại 3 sao nữa. Nói chung là đối thủ trận này lâu hốp rồi anh em ạ. Không có cái cửa gì ăn được đâu. Chỉ là bây giờ là tích được bao nhiêu đam cho con ngựa này thôi. Liệu rằng là có lên được 2k đam không? Lên được 2k đam. Lên được 2k đam thì vãi đái luôn. Tầm này là k rưỡi là chắc chắn rồi. Anh em nhìn này. Saman không biến được luôn mà. Không biến được một con nào luôn. Quá dã man anh em ạ. Ôi rồi ôi, nhìn nó xô vào kìa. Trông kìa. 2k đam là có thật anh em ạ. 2k mốt rồi. Tôi có 2k mốt rồi anh em ơi. Anh em thấy cái đam vừa rồi tôi 2k mốt đam anh em ạ. Ôi rồi ôi, 2000 đam một phát thì đỡ làm sao được. Mà cái vụ mà kẹp với cả 6 Glacier này nó sẽ khiến cho ô. Chưa thua luôn ạ. Tôi đang định nói là nếu mà cái tốc độ của nó là mắc tốc ấy, tức là 0.2, 0.2 tức là có nghĩa là trong vòng 1 giây đánh được 5 phát ấy. Đấy, và mỗi phát là 2k đam thì có nghĩa là trong vòng 1 giây là nó có thể chém được là 10.000 đam đấy anh em. 10.000 đam thì cũng 1 giây là chết thôi. Quá dã man anh em ạ. Trời ơi. Nó kinh khủng đến cái mức như thế cơ mà. 1 giây là có thể là đập chết một con 10.000 máu. Thế thì làm sao mà đỡ được. Lâu lâu chơi cái bộ cửa like này mà được độ cũng đã phết đấy anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi ra được cái con gấu mết 2 sao. Và cả cái trận đầu này nó là của tôi. Gấu mết 2 sao dồn đồ cực mạnh trong bộ Saman. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi một cách chuẩn nhất cái bộ Ecosid nha anh em nhá. 9 Ecosid chơi cực kỳ chuẩn chỉ theo đúng sách giáo khoa luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.